trường Trung học Phổ thông Nguyễn Minh Quang, cũng như những điểm trường khác ở tỉnh Hậu Giang đang trong kỳ thi học kỳ 2. Mấy ngày này không khí ôn tập để củng cố lại kiến thức trước thi của các em học sinh hết sức sôi nổi. Tập thể lớp 11A3 cũng đang phấn đấu để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tới. Riêng Võ Chí Thiện phải nỗ lực bằng 2, bằng 3 và thậm chí hơn nhiều lần so với các bạn để có thể được đi học tới giờ này. Để vươn lên, để có thể vào được đại học, để có thể là cuộc sống tốt hơn á. Em đã cố gắng chăm chỉ và siêng năng học tập rất là tốt. Người ngoài ra thì cái phong trào hay là của nhà trường, của lớp em đều năng nổ, nhiệt tình tham gia. Giờ ra chơi, Thiện ít khi ra ngoài mà ở lại lớp ôn bài. Sự chăm chỉ của người lớp trưởng gương mẫu dần thu hút được nhiều bạn bè. Các bạn thích học cùng Thiện không chỉ bởi thành tích khá giỏi của em mà còn ở tính lạc quan và cách học hiệu quả. Trong lúc chúng ta rảnh và nghỉ ngơi, chúng ta có thể xem lại bài chúng ta vài lần, hoặc là khi chúng ta vừa học về, chúng ta có thể ngồi xem bài chúng ta khoảng 5-10 phút, nó không có chiếm thời gian nhiều, nhưng mà nó có thể ghi nhớ đầu chúng ta sâu sắc hơn. Có cái môn học nào mà trước giờ mình cảm thấy mình sợ đi, nhưng mà mình tự rút ra được, tìm ra được cái cách học để mình vượt qua chính đó? Em nghĩ cái môn em vượt qua tốt nhất bây giờ là môn Anh Văn. Trước em rất sợ môn Anh Văn, bởi vì cái vốn tự dựng em nó rất ít, nên khi nhìn đến Anh Văn thì em cảm giác nó bị choáng, rất sợ. Từ năm lớp 9 cho lại em mới bắt đầu học nghiêm túc môn Anh Văn và thường xuyên làm bài tập, và tăng vốn tự dựng vốn có của mình để hiểu hơn môn ngoại ngữ này. Trong cái thời gian mình cũng tương đối ít, còn phải lo toan nhiều cái cuộc sống hàng ngày, nhưng mà mình sắp xếp như thế nào để mình tự tăng cái vốn tự dựng hoặc là những cái kiến thức về môn Anh Văn? Môn Anh Văn thì em nghĩ chúng ta có thể học mọi lúc mọi nơi. Chúng ta có thể viết tên đồ vật ở nhà mình để mình nhớ, hoặc là khi nói chuyện bạn bè chúng ta có thể giao tiếp và suy nghĩ về cái câu nói chúng ta nói, nó như dịch danh văn như thế nào, chúng ta sẽ nhớ bài tốt hơn. Năm 8, 9 thì Anh Văn của em nó chỉ có 5,6, 5,7 là cao nhất thôi, mà hiện tại bây giờ thì Anh Văn của em là 7,9, 8 phút. Chợ là chốn mưu sinh của nhiều người, và chợ Ngã Bảy càng nương náu nhiều hơn những phận người khó khăn từ bảy ngã. Bà Lương Thị Hoa, ngoại của Chí Thiện, trôi dạt về đây từ hồi còn con gái. Năm tới qua tuổi 70, nhưng giờ vẫn chưa được an dưỡng tuổi già. Bước chân mỏi mệt trong những buổi trưa đói bụng, vẫn gắng đi thêm vài con hẻm nữa để bán từng tờ vé số. Phải đi bao lâu mới hết sách vé số này? Cơn mưa đầu mùa làm bớt đi cái nóng, nhưng mưa tới, chợ cũng sớm thưa người. Vé số còn nhiều, đi từ sáng tới giờ bán chưa đầy 50 tấm. Cơn mưa về, buổi chợ như yên ả, còn bà qua vẫn canh cánh nỗi mưu sinh.
Những buổi chiều sau giờ ôn thi, Thiện lại đi bán vé số phụ bà. Hồi trưa trời mưa bán ế, bây giờ em giúp ngoại nhiều hơn để ngày mai chân bà đỡ mỏi. Trên đường em qua có nhiều bạn bè cùng trang lứa, hầu hết các bạn còn lắm hồn nhiên, nhưng Thiện từ lâu đã sớm bươn chải để phụ ngoại và lo cho chuyện học. Có lẽ cũng sẽ mặc cảm nếu gặp phải bạn bè, nhưng sự lạc quan đã giúp em bước qua số phận. Giữa những ánh sáng náo nhiệt của phố chợ đông người, Thiện và bà ngoại lặng lẽ đi về căn nhà nhỏ ở con kinh cầu chùa, nơi bà cháu đã vượt qua bao tháng ngày gian khó. Chí Thiện và đứa em họ tên Chí Bình này từ khi sinh ra đã không biết mặt cha, còn mẹ thì theo kế mưu sinh nên hai em phải lớn lên cùng bà như thế. Những nếp nhăn trên gương mặt bà qua không chỉ bởi tuổi già, mà nó còn hằn dấu bao ngày phải thức thâu đêm để dỗ dành hai đứa cháu vắng cả cha lẫn mẹ khi chưa tròn một tuổi. Căn nhà có ba bà cháu, một già, một trẻ và một chưa được lên 10. Trong đôi mắt ngây thơ của Chí Bình, có lẽ em xem bà là mẹ. Còn với Chí Thiện, em đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nên suốt 11 năm đi học, em luôn cố gắng thật nhiều để học giỏi và thực hiện được lời khuyên của ngoại cũng như mong ước của mình, là đi học để có việc làm ổn định, kiếm tiền sửa lại cái nhà đã mục. Từ lúc em biết, mới biết nhận thức là em không biết mặt cha em ra sao. Mẹ em thì một năm mới về một lần, một hai lần, hoặc có khi là một hai năm em không về do bận công việc gì đó. Muốn khao khát một lần được cha mẹ dắt đi chơi như vậy, nhưng mà em nghĩ chắc không bao giờ được nữa. Có lúc em cũng rất buồn. Nhưng em nghĩ chắc là hoàn cảnh mọi người mỗi số một khác nhau. Cái điều quan trọng là mình cần phải phấn đấu như thế nào để vượt qua nó. Những lúc mà em lao động vất vả thì em luôn luôn nghĩ tới bà em. Mình là con trai mà mình lao động vất vả cực nhọc như vậy, bà mình phải đưa bán từng tờ giấy số thì cực nhọc cỡ nào nữa. Nên em cố gắng lao động và học tập để luôn cho bà hãnh diện về mình. Có những lúc mà bà bệnh thì em rất là sợ mất bà, nên những đêm đó em không ngủ được. Em thức suốt đêm để ngồi cạnh bà, để xem bà ngủ. Em sợ ngủ vậy không thấy bà nữa. Sau những ngày đội nắng dầm mưa, hôm nay bà qua bị cảm nên ở nhà không đi bán. Trong câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, sự thiếu vắng tình thương từ mẹ cha của Chí Bình, Chí Thiện, chúng tôi còn bắt gặp canh cánh nỗi lo của bà qua khi sức khỏe ngày một yếu. Mình năm nay lớn tuổi như vậy rồi, mình đi bán hàng ngày mình lo đủ trang trải cho hai đứa nhỏ nó đi học không bác? Cũng không đủ con ơi, không đủ, mà cái bữa nào đủ thì bà còn no. Như không đủ thì bà nhịn cho cháu nó ăn, mà bà đâu có dám nói thằng nhỏ này nó còn không biết, thằng lớn nó biết rồi nó học không nổi. Có những cái buổi nào mà mình đi bán, ví dụ trời mưa hoặc là trời nắng mà mệt quá mình bán với số còn nhiều, lúc đó mình như thế nào? Đại lý cũng tội nghiệp, cũng thông cảm, ổng lấy gì cũng tội nghiệp, hôm đó bác Tư bán bị người ta lừa 12 tờ, bác Tư khóc vì đâu có tiền đắp cho ổng đâu. Thấy hoàn cảnh mình hiện nay đó là rất là khó, giờ Thiện nó cũng lớn rồi, có khi nào bà bác nghĩ rằng con Thiện nó nghỉ học em nó tiếp giúp bà bác gì không bà? Không, mà cỡ nào cũng cho nó học hết trơn, bác Tư không cho nó nghỉ đâu. Tại mình thấy cái đời nó đã vô phước,
không có tình thương cha, không có tình thương mẹ, sống với bà ngoại rồi bất tư mà bỏ gì rồi tội cho nó, để nó lo bản thân nó đi. Tới trường trung học phổ thông Nguyễn Minh Quang trao suất học bổng qua lúa trị giá 20 triệu đồng cho em Võ Chí Thiện. Thầy cô, ban giám hiệu nhà trường cũng như bạn bè, ai cũng vui mừng cho cậu học trò nhiều nghị lực. Đây là suất học bổng thứ tư được trao cho các em học sinh của trường trung học phổ thông Nguyễn Minh Quang. Trong số này, có hai em đã thi đậu vào trường Đại học Cần Thơ và ra trường có việc làm ổn định. Đây là điều phấn khởi và là động lực để các bạn học sinh của trường tiếp tục phấn đấu học tốt, đạt thành tích cao trong kỳ thi tới. Em sẽ dành suất học bổng này đến khi em lên đến đại học. Em sẽ dùng nó để chi trả chi phí về việc học tới đại học. Em rất lạc quan và quyết tâm sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để không đền đáp kỳ vọng của tất cả mọi người. Hy vọng rằng với suất học bổng qua lúa 20 triệu đồng này sẽ chia sẻ được một phần nào khó khăn của em Thiện để giúp cho em vượt qua điều kiện khó khăn hiện tại, và em sẽ tiếp tục con đường học tập của mình để đạt được kết quả như những anh đi trước. Kỳ nghỉ hè năm trước, ban ngày Thiện đi phụ việc cho đại lý bán thức ăn ở chợ Ngã Bảy để kiếm tiền trang trải cho năm học mới. Năm nay, Thiện lại xin đi làm vào ngày Chủ nhật để có thể để dành suất học bổng qua lúa cho dự định xa hơn khi vào đại học. Với em, thân hình ốm yếu không là trở ngại nếu có ý chí và niềm tin. Dù làm công, nhưng Thiện vẫn nhiệt tình và tận tâm với công việc của mình. Như chú ông chăm chỉ, em đang vượt qua khó khăn bằng chính sức lao động của mình. Trên con đường em đi, có nỗi vất vả, tình yêu thương và sự lạc quan để tiến về phía trước. Thưa quý khán giả, để trang trải cuộc sống và lo cho việc học, Chí Thiện và bà ngoại phải rong ruổi khắp chợ Ngã Bảy để bán từng tờ vé số. Dưới cái nắng trưa gay gắt hay những cơn mưa bất chợt lúc giao mùa cũng làm cho đôi chân thêm mỏi. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng Chí Thiện và bà ngoại vẫn vượt lên số phận bằng chính sức lao động của mình và nuôi dưỡng ước mơ từ việc học. Chặng đường đại học vẫn còn dài, nhưng với những gì đã qua thì niềm tin vào cậu học trò này càng lớn. Và chương trình Qua Lúa của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang đến đây cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam VFC đã đồng hành. Quý khán giả nhớ đón xem chương trình kỳ tiếp theo vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Hai ngày 29 tháng 5 năm 2017 trên truyền hình Hậu Giang. Mến chào và hẹn gặp lại.